Đèn ốc hút luôn trời. Anh nói giống như màu mặn nhé, phải màu cam lam. Mình ăn xong mình dậy. Và hút ốc mà đi ốc à, ốc hư ơ đó kia. Bà ghiền đâu mà má sợ thôi. Chứ đằng này bà đầy đủ rất lâu lâu chứ. Chịu đâu, họ làm được mình sẽ làm được. Ngày nay mình uống sữa chứ gì. Em biết nguyên nhân rồi chị Kelly ạ. Vì em uống cái canxi á, cho nên là em không có đi được. Mà em cứ ăn tắt 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 vô uống nước tiêu nổi luôn. Đúng là túi heo luôn á. Vợ em uống một ở đây á. Vậy bệnh nó ít khiến mọc lắm chị ạ.